Xin chào tất cả anh em của mình. Thì hôm nay quay trở lại với một cái server mới lại hại hơn anh em ơi. Các bạn nhớ xem clip này, nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ mình ha. Rồi, trong clip lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta gọi là nâng cái kỹ năng, kích hoạt những cái kỹ năng này nè. Đó, nhiều anh em chưa biết ha. Đầu tiên thì anh em vào cái phần túi cho mình. Tiếp theo đó thì anh em vào cái phần gọi là tiệm VIP nè. Tiếp theo thì anh em sẽ vào cái phần gọi là mua hiếm nha. Thì ở đây nó sẽ cho chúng ta gọi là mua bằng kim nguyên bảo. Thì tất cả anh em nên tích lại kim nguyên bảo giúp mình ha. Ở đây mình có gọi là 36.000 kim nguyên bảo. Ok, bây giờ mình sẽ mua cái kỹ năng này nha anh em. Bí tịch kiếm tiền nha. Ok, bây giờ mình sẽ mua nha. Mua hết luôn nha. Cái phần này á, còn những cái món đồ này anh em từ từ mua cũng được. Và mình sẽ chờ lại kim nguyên bảo để chút xíu nữa mình sẽ đi đấu giá boss môn phái ha. Rồi, sau khi anh em đã có được cái này rồi, anh em bấm vào chữ dùng cho mình ha. Thì ở đây anh em không nâng cấp cái này nha. Mình sẽ chỉ cho anh em đầu tiên nha. Anh em bấm vào đây, kỹ năng nè, kiếm lệnh lôi đình nè. Anh em thấy không? Và anh em thấm kích hoạt cho mình nha. Đó, tiếp theo là ngự kiếm hộ thể. Thì tùy theo nhân vật nha, anh em cứ nhấn vào đó và anh em kích hoạt lên cho mình nha. Ok, đó, mình sẽ kích hoạt nha. Anh em thấy không? Mỗi cái kỹ năng là nó sẽ có một cái tuyệt chiêu riêng nha. Chúng ta kích hoạt lên, ok. Như vậy là chúng ta đã kích hoạt xong rồi. Và còn dư lại những cái bí kíp đó thì chúng ta sẽ làm như thế nào, thì chúng ta sẽ nâng cấp lên ha. Và chúng ta sẽ coi cái nào nó lợi hại thì chúng ta sẽ nâng cấp lên. Ví dụ là tiên thuật nè, di chuyển cực nhanh nè. Thì cái này nâng lên á, thì bảo đảm với anh em 100% là sẽ bị lan ha. Càng nhanh thì nó càng bị lan. Tại vì á, cái con nhân vật tiên kiếm này á, và những cái con nhân vật nam á, nó đều có bị lỗi hết anh em ạ. Bị lỗi. Chỉ có kim vu thôi thì nó sẽ ít lỗi hơn. Ok, mình sẽ không nâng cái đó ha. Và mình sẽ nâng cái gọi là tiên thuật nè, tàn phong dưỡng kiếm nè. Mình sẽ nâng cấp những cái thứ này lên ha. Đó. Và tiếp theo là Trung Hoa Trảm Vũ nè, là tiên thuật là cú đánh tuyệt vời nè. Đó, mình sẽ nâng lên ha. Và mình sẽ nâng cái này lên luôn. Ok, mình sẽ nâng này lên max luôn ha. Đó, như vậy là xong. Là anh em sẽ hời được một khúc lực chiến luôn đó anh em à. Đấy. Và nó sẽ giúp cho anh em mạnh mẽ hơn nha. Anh em nhớ là làm những cái nhiệm vụ này cho hoàn thành nha. Ok anh em. Ước nguyện thì mình khỏi cần ước biết luôn, nó ra cái gì luôn anh em à. Rồi. Và đây là môn phái của mình. Đó, ở server mới. Đó, server sáng nay nha anh em. Thì tụ họp về đây những anh tài rất là lực chiến khủng. Đây anh em có thể nhìn thấy nè. Nào, lực chiến khá là khủng luôn ha. Rồi trang hân trang VIP nè, đó, vào đội mình hết. Và ở đây thì nó sẽ có rơi vào khoảng là gọi là hai ba môn phái gì đó anh em ạ. Và mình đang ở cái tập của mình á, băng phái của mình á là top 1 nha. Đó, ok chưa anh em? Và anh em đừng hỏi mình tại sao lực chiến kia yếu hơn ta, thì tại vì chưa có đồ để ghép thôi anh em ạ. Nếu anh em ghép đồ lên thì tôi nói với anh em là bao mạnh bao khỏe ha. Ok. Thì tại chơi cái nhân vật nam này thì đồ nó rất là hiếm. Đó. Chứ không phải là tôi yếu đâu, chưa ghép được thôi. Tại vì 50% hoặc là 60% nó ghép được khi nó tạch hết rất là ổn. Cho nên là mình sẽ tích lại nhé anh em. Chứ không phải là mình không ghép đâu, nhưng mà nó ổn lắm. Và nhiều anh em mới hỏi là sao mà nâng hoặc là lấy đồ này kia không được đó, thì anh em thoát ra vào lại thì anh em sẽ lấy được nha. Như đây nó bị lỗi nè. Đó. Ôi, ai làm gì tôi? Thì ở đây thì mình thấy là rất là nhiều anh em đó xem clip của mình và muốn chơi chung với mình, thì
Hiện tại giờ cũng khá là nhiều anh em vào chơi chung rồi đấy. Anh em nào muốn vào chơi chung thì anh em cứ vào server mới ha, sáng nay ha. Giờ mình đi săn boss anh em à. Thời gian rảnh thì mình đi săn boss ha. Còn những cái nhiệm vụ khác thì làm từ từ cũng được anh em ạ. À. Không sao cả. Ôi. Quay lại. Đây, mình đi ăn con boss này trước đi. Những cái này thì mình sẽ làm sao? Nó bị lỗi thì mình sẽ ấy sao ha. Đó, như vậy là nó lên rồi nè. Được một tí lực chiến rồi đấy. Cái phù ma trang bị này thì nó sẽ bị lỗi nè. Nó sẽ không nâng cấp được ha. Từ từ thì lực chiến nó vẫn lên thôi anh em à. Anh em cứ bình tĩnh. Đấy, không sao cả. Từ từ là mình lực chiến mình lên là ok à. Dễ mà, nói chung cái game này nó cũng dễ thôi anh em. Đó, rất là nhiều anh em trong môn phái của mình ha. Anh em nào muốn chơi thì nhanh 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 lên. Hiện tại mấy anh em kia đang cố gắng nâng VIP. Nhưng mà mình chưa. Mình cứ từ từ anh em ạ. Mình không có gấp gáp ha. Đồ thì mình cứ thảy vào đây thôi. Đừng có thảy đồ vàng đồ đỏ vô nha. Nếu trong kho này có thì anh em cứ lấy đồ vàng đồ đỏ về, nên những anh em khác đang góp á về để chúng ta gọi là nâng cấp lên đấy. Hiện tại là các bạn có thể thấy là được 50% mà mình đâu có dám ghép đâu, cái này chỉ có được một món thôi đó, cho nên cứ từ từ và thong thả thôi anh em. Và cái kho báu này thì mình cũng đang tích lại đấy, tích lại 50 lần thì mình mới quay, như vậy thì nó sẽ ok hơn. Còn cái hoang ma mình chưa đi nữa, mà từ từ mình mới đi nha, từ từ mình mới đi, mình cho nó tích nhiều nhiều đi rồi mình đi sao. Đó, không có gì là không thể. Thì môn phái của mình thì hiện tại giờ là có Hân Trang VIP nè, top 1 nè, đấy. Nhiều anh em top 1 lắm ha. Và nếu mà mình không có ở server này nữa thì mình sẽ nhường lại cái chức trưởng môn này cho người có lực chiến gọi là cao nhất nha các bạn. Hiện tại bây giờ là mình là người lực chiến thấp nhất ở trong cái môn phái luôn, nhưng mà cứ từ từ rồi mình sẽ cho các bạn thấy là mình sẽ vượt lên chính mình ha. Tại vì mình còn nhiều thứ mình chưa có đồ, chưa có đi làm, cho nên là nó sẽ khó hơn xíu đấy. Nhiều anh em vô chơi thì thấy lực chiến khủng quá anh em chạy, nhưng mà đừng có lo các bạn à, từ từ chúng ta sẽ lực chiến cao thôi. Với lại nhân phẩm bạn tốt quá thì lực chiến lên mấy ngàn là bình thường các bạn. Mình vẫn tiếp tục hăng say đi săn boss thôi. Săn boss đang kiếm đồ các bạn, kiếm đồ chúng ta mới ghép được những cái đồ là nó VIP hơn đấy. Nói chung mình nâng lên là bảo đảm là khoảng là 800 vàng á, 800 vàng một chiến á, nếu mình nâng đồ lên á. Tại mình chưa nâng thôi ha, mình đang làm nhiệm vụ săn boss để kiếm đồ này kia cho nó xong hết mấy cái này, rồi sau đó mình sẽ đi làm những cái khác. Tại vì cái con game này nó rất nhiều chức năng các bạn, cho nên là nó hơi gói ở chỗ đó đó. Và không hay thêm một lần nữa là mình quay ra đúng hai cái con SS nhưng mà nó trùng với nhau các bạn, nhưng mà mình nâng cấp luôn rồi, đồng hành đó các bạn. Đồng hành thì nó ra lực chiến rất là nhiều các bạn, nghịch hà các bạn, đây là trong đội của mình luôn ha. Đây mình cho các bạn coi đồng hành đó, mình rút ra hai con SS nhưng mà nó trùng với nhau các bạn, mở ra được hai skin luôn rồi các bạn thấy không. Nâng cấp lên là các bạn mở được skin ha. Chung con game này chịu chơi thì chúng ta chơi cũng vui các bạn ạ. Nó có nhiều cái hoạt động mà nó giãn thời gian ra vào lúc chúng ta rảnh đó các bạn, chứ nó không có liền với nhau đó. Như vậy thì các bạn sẽ chơi được nhiều hơn, có thời gian chơi hơn và làm việc khác nữa. Cứ sẵn ở hết rồi thì đi ra, bắt đầu mình sẽ đi nâng VIP ha.
Và các bạn muốn coi hoạt động ở đâu thì các bạn bấm vào đây nè. Đây, các bạn bấm vào hàng ngày ha, vào hè hoạt động giờ thì 12 giờ là boss bonfire nè. Và tới 17 giờ nó mới thêm một cái nhiệm hoạt động nữa các bạn đó, nó rất là dễ dàng cho các bạn ấy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ làm vụ VIP nè, còn hai cái ha, leo tháp và ảo cảnh động mình sẽ đi cái này trước nha. Đi cái hạt đã đi cái ải này thì chúng ta sẽ có gọi là kim cương đó các bạn, có kim cương ha, đùng dễ thôi, game cũng dễ, không có gì khó đó. 100 kim cương thì mình sẽ tích kim cương lại để mình làm những gì khác nữa. Và cái này là kim nguyên bảo nè, đó dùng cái là đừng khúc kim nguyên bảo. Hiện tại mình đang có 19.000 kim nguyên bảo, thì chút xíu nữa mình sẽ đi đấu giá gọi là boss môn phái các bạn đấy, để tăng lực chiến lên. Tại vì trong môn phái thì ít người gọi là đấu lắm, mà ít anh em đấu lắm, anh em toàn là chơi hệ gọi là hệ nạp nha các bạn, nạp rất là khủng đấy, lực chiến tăng rất là cao. Thì mình có tiền thì mình nạp thôi, còn các bạn không có tiền thì các bạn nạp chừng đầu tư chừng 100.000 các bạn chơi được rồi, lực chiến lên mấy ngàn rồi. Mấy ngàn vạn á, cỡ ngàn mấy vạn à, cỡ ngàn mấy vạn, ngàn mấy hai ngàn gì đấy, tại vì nó sẽ thưởng cao hơn. Nói chung game này cũng dễ thôi các bạn ơi, không gì khó. Mình quên câu VIP là tầng mấy ta, quên coi rồi, như là 40 thôi mà mình đi mới 31 à. Mình phải tăng lực chiến lên thêm để mình mới qua được mấy cái tầng này các bạn. Ít nhất thì chúng ta phải tăng lên, trong ngày nay mình sẽ tăng lên gọi là 500 vạn ha, 500 vạn trước đi, qua ngày sau là sẽ lên ngàn luôn đấy. Đầu tư nhiều cái thì nó sẽ lên nhiều 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 thôi. Chắc thằng này thằng nữa à, hết rồi, hết đi nổi rồi. Mình còn chưa làm nhiệm vụ bảo vệ nữa mà, nhiệm vụ bảo vệ thì nó sẽ tăng lực chiến rất là cao nha các bạn đấy. Ý chút xíu mình sẽ ra mình cho các bạn xem nhiệm vụ bảo vệ ha. Nè, bạn vô phó bản nè, các bạn chọn là phó bản tổ đội nè, bảo vệ nè, thì các bạn sẽ nhận được những cái thứ này nè. Đó, đi theo lượt chúng ta nhận được ha, nhận được một thứ như vậy tăng lực chiến rất là cao đó các bạn. Nên là các bạn cứ yên tâm mà chơi cái trò này đi. Nếu mà mình đi nhiệm vụ bảo vệ mình đi khoảng là tăng ải 30 thôi là mình thấy, các bạn thấy là lực chiến của mình lên là khoảng là 500 vạn rồi. Tại vì tăng lực chiến rất là nhiều ở cái phần đó, nhưng mà khó qua lắm các bạn. Các bạn phải kiếm những anh em nào gọi là lực chiến cao đó để chúng ta đi chung với nhau thì nó mới lên được những cái ải đó. Ok, giờ mình sẽ thoát ra nha. Thoát ra và mình sẽ đi đi hang ma. Đấy. Rồi ok, anh em đã xem clip này của mình, nhớ nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ mình ha.